bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn. Dạ con chào bà. Không biết là buổi tối này đang anh không quan tâm quá em đã có cái gì hết trơn á. Anh là con người đang có. Đấy các bạn thấy không ạ? Đây là những cái khung cảnh của một TikToker và đã bị lên án rất là nhiều trong 1-2 ngày hôm nay. Và thực sự ra mà nói thì điều này có lẽ là không còn lạ nếu như bạn nào mà xem TikTok thì đây không phải là nhân vật duy nhất. Thì hiện tại trên TikTok là có rất nhiều những content rác. Ví dụ như là chỉ ra những cái tip để học hành nó lại vô bổ này. Lại còn đi làm những cái hành động khiêu gợi, gợi cảm đến mức mà em xem còn thấy khó chịu cơ mà. Nói chung là xem rất là thích, rất là nóng mắt. Mình để ý nhá, là TikTok ấy là kiểm duyệt là bằng cơm. Tức nghĩa là khi mình up video lên các bạn sẽ có người kiểm duyệt trước. Rồi sau khi mà kiểm duyệt á thì dựa vào người xem bắt đầu mới đẩy đi viral bằng máy. Thế thì bây giờ TikTok vai trò của họ mới là mấu chốt ở câu chuyện này, chứ không phải là những bạn creator này. Họ chỉ là một phần tất yếu với cái thuật toán TikTok tạo ra đã đẩy họ đến một con đường này. Nhưng tất nhiên là một phần do bản thân họ đã. Chứ còn rất nhiều người khác làm content sạch mà vẫn sống được cơ mà, đúng không? Câu hỏi đầu tiên em dành cho sếp là sếp nghĩ thế nào về hiện trạng TikTok hiện nay? Kể lại câu chuyện đơn giản đi, ví dụ như là rất nhiều bạn gái lắc mông lắc được khoe đấy. Hỏi một câu là tôi có thích không? Tôi thích, tôi phải khẳng định là tôi thích xem. Nhưng tôi nói thẳng nha, đó là phải đúng nền tảng và phù hợp. Ví dụ như bây giờ chúng ta lên Pornhub chúng ta xem thì cái đó là hợp lý. Nhưng mà với một nền tảng TikTok khi có quá nhiều trẻ con, tỷ lệ trẻ con dùng TikTok là cũng rất nhiều, nó sẽ là phần đông. Bây giờ cháu em nó vẫn còn dùng TikTok nó. Cháu anh đang xem đây, một đứa thì học lớp 3, một đứa học lớp 4, một đứa thì bây giờ đang học lớp 6. Nhưng vấn đề này, cháu anh hôm trước còn nói bất ngờ chưa ông già. Đấy, nói với bố nói như thế. Giờ dựa vào đâu? Do xem TikTok chứ xem ở đâu, đúng nào? Và những cái hình ảnh đấy tôi không thể nói dối trá bằng việc là tôi không thích xem những nội dung các em gái thế. Nhưng vấn đề nếu mà nó trên những nền tảng như Bigo, Line các kiểu, nói chung là có giới hạn về độ tuổi và không có độ viral lớn ấy, thì nó ok. Đằng này ấy, cái mấu chốt bất công đây này, khi anh làm một cái video về điện thoại đó, có một bạn gái vừa mới lắc mông lắc xong, anh hỏi là bạn gái đang cầm điện thoại gì, xóa luôn video của anh bởi vì hình ảnh nhạy cảm, trong khi đấy là cái video được up ở trên TikTok mà. Nó kiểu là cái phân biệt của nó hoàn toàn không công bằng với lại creator. Hiện trạng của TikTok là content đang rất là lung tung. Nó đang không có giới hạn về độ tuổi hay là không có một cái rạch ròi về hành lang, về quy luật, về cách làm TikTok như thế nào. Và nói thẳng ra này, những con người mà đang làm content sạch và tốt ấy, mình xem rất nhiều những cái content ý nghĩa trên TikTok và mình rất khoái luôn, thì lại không viral được. Còn những cái content vớ vẩn lại được đẩy lên rất nhiều, bởi vì TikTok chỉ quan tâm là họ giữ chân được người xem. Họ muốn có thật nhiều người nghiện TikTok mà họ không hề quan tâm rằng là cái đấy có thực sự là tốt cho xã hội hay không. Hiện tại em chỉ thấy là những các bạn TikToker hiện nay ấy, các bạn ấy tạo ra một cái content có thể là hay và có thể là không hay, nhưng họ vẫn cố gắng để câu view và câu follower. Sếp nghĩ về cái đó là như thế nào? Thứ nhất chúng ta phải nói, ví dụ như anh em mình cũng là người làm creator, mình không nhận mình là TikToker mà mình là creator, bởi vì mình làm chủ yếu trên YouTube, TikTok chỉ là một mảng của mình. Và mình xem TikTok mình rất thích nha. Có một cái kênh chuyên làm về ẩm thực, anh rất thích xem. Kênh đặc biệt những cái kênh kiểu nấu ăn ở trong rừng rú ấy, anh khoái cực. Hay là có những ông kiểu survival, ông ấy hướng dẫn làm một cái mũi giáo đánh lửa như nào. TikTok giúp cho rất nhiều người làm content đi lên và thực sự là content sạch trên TikTok không thiếu. Chúng ta phải kể đến là nó giúp cho những cái người nông dân, những cái người ở quê, có một cái ông chuyên ăn đu đủ rồi ăn các cái loại quả rất là lạ. Nhưng bây giờ bác ấy cũng có thể bán được những cái đồ làm muối chấm cái thứ tinh như đó. Anh phải khẳng định TikTok đã thay đổi rất nhiều cuộc đời của những con người khó khăn, giúp họ tiếp cận tốt hơn. Nhưng chúng ta đang nói ở đây là về mặt trái, vì vì mặt trái đang áp đảo hoàn toàn so với cái mặt tốt. Bạn có thể comment rằng là tại mày xem cái đấy thì mày mới thấy, bạn sai rồi. Cái TikTok này của anh ban đầu khi anh lập á, là anh xem chủ yếu là những cái liên quan như là những cái mẹo vặt rồi kể cả những em gái xinh. Nhưng mà gần đây tự nhiên xuất hiện rất nhiều những cái nội dung vớ vẩn và nó bỗng dựng, tại vì nó đang viral thì TikTok sẽ đẩy đến cho mình. Và mình vô tình nhìn thấy, và anh cũng đã bị rơi vào cái bẫy này. Khi những cái video ban đầu bạn này gây sốc, bạn ấy đập, bạn ấy phá, anh cũng ở lại bạn, anh xem bởi tại sao một người có thể làm như vậy với một nhân viên cửa hàng được. Mình đã từng kinh doanh cà phê nên mình hiểu, nhân viên của mình không bao giờ mình muốn là khách đến đối xử mình như thế. Mình đã bán ốp lưng Picapi, không lẽ bây giờ khách đến cửa hàng ốp lưng bắt đầu chửi bới à? Nhưng mà các bạn ấy đang diễn cái này để mà câu view. Bạn ấy sẽ bất chấp làm mọi thứ, bởi vì TikTok nó có một thuật toán là nó chỉ có vài giây đầu là phải giữ chân người xem. Các bạn vuốt mà bây giờ lúc đầu mà không ấn tượng, không gây sốc thì chả ai người ta coi cả. Đấy, vì thế nên mình thấy là TikTok đang đóng vai trò là đẩy khiến những creator phải nghĩ đủ trò. Khi mà người ta làm sạch không lên được, người ta sẽ làm trò bẩn. Nhưng mà tại sao họ lại vẫn được tích xanh của TikTok ạ? Đây là một cái câu hỏi hơi khó này. Ngày xưa lúc xin tích xanh ở Vật Vờ Studio, bọn anh là phải đạt được 1 triệu follow. Sau đó đến thời Tuấn Ngọc là hình như phải đạt 2 triệu mới được.
hoặc là em phải là một người rất nổi tiếng, có thể là một diễn viên hay là một người nào đó mà đôi khi không cần phải 1 triệu follow em vẫn có. Nhưng mà tại sao bạn này không hiểu sao kênh còn chưa được 1 triệu mà cũng có tích xanh? Nhưng mà nhiều cái em xem mà đấy nhá, bạn ấy không hề giúp cho mình được một cái gì cả. Bạn ấy chỉ, một là bạn ấy đi phá phách, hai là bạn ấy review cũng nhiều lúc mà cũng có tâm đấy. No, lúc nào cũng đặt người tiêu dùng lên hàng đầu. Và những video của No chưa bao giờ tụi bay thấy sai. Ở trong cái video đó của tao, tụi bay có thể tẩy chay tao luôn, tụi bay không coi cũng được. Tụi bay có thể đi ăn những cái con tiktoker khác đi, ăn theo nó đi, học theo nó đi, ăn theo nó cũng được. Đến lúc tụi bay thất vọng, tụi bay đừng bao giờ quay lại tìm tao, hay là tụi bay đừng có chửi bới nó. Tụi bay đã chấp nhận đi ăn theo nó thì tụi bay đừng chửi nó. Bạn ấy tự nhận livestream là bạn ấy review có tâm, là giúp những cái quán để bán ăn được. Bạn thậm chí còn chửi là những người anti là nghèo. Phân biệt giữa là tầng lớp này không bằng bạn ấy, tầng lớp này lại hơn bạn ấy thế nọ thế kia. Đó thì anh thấy rằng đấy là một cái điều thực sự là nó không hay. Bởi vì bản chất là nó đang sinh ra là những cái người khác xem, đặc biệt là trẻ con xem TikTok quá nhiều, nó sẽ tự sinh ra một cái hình thái, nó nhận định là mình phải thế này, mình phải thế kia và đối xử thế này thế kia. Đó, đấy là cái tác hại của nó đem lại. Vậy cứ đà như này thì TikTok trong tương lai nó sẽ thế nào? Theo anh ấy là TikTok bắt buộc phải thay đổi, vì đây không phải lần đầu tiên nha. Chúng ta các bạn chỉ cần lên mạng gõ là TikToker làm nội dung rác hay bẩn ấy, nhiều vô cùng. Và TikTok thì thực sự ra mà nói là đang là một nền tảng mà không công bằng và rạch ròi về mọi thứ. Thích đấy view ai, thích đấy nội dung gì thì đấy, không thích đấy thì thôi. Và nó không như kiểu là YouTube đi, nó có một thuật toán để mình dựa theo, mình làm theo cái quy luật của nó. Và những cái việc đẩy vô tội vạ của TikTok sẽ sinh ra quá nhiều nội dung không hay. Và anh tin rằng là Bộ Thông tin Truyền thông hay là Bộ Thể thao Văn hóa hoàn toàn là không có làm ngơ, không phải là không biết, nhưng có thể đang chờ thời gian để từ từ và làm, hoặc thậm chí là cũng đã đang có những hành động. Và có thể trong thời gian tới TikTok bắt buộc phải thay đổi để làm điều này. Tại vì chúng ta phải hiểu á, đây là một câu chuyện mà thể hiện được sức mạnh cộng đồng chúng ta. Đôi khi tốt là chúng ta lên án tẩy chay TikToker này. Thứ nhất là TikTok sẽ phải cảm thấy áp lực, và thứ hai là những nhãn hàng sẽ phải tránh booking những bạn như này vì ảnh hưởng đến nhãn hàng. Và đừng có cổ súy họ kiếm tiền bằng mọi cách, bất chấp những cái thủ đoạn như vậy. Theo em ấy thì cứ cái đà này là nó sẽ gieo rắc vào đầu những đứa trẻ những cái câu kiểu như là không hay ho cho lắm. Đúng. Cứ nói với bố mẹ là con đang làm thế này vì con theo TikTok. Vì con theo vì kiếm tiền. Đúng rồi. Đúng. Con làm cái này vì TikTok nó dạy con là như thế. Mà đặc biệt nhá, anh thấy có một số bạn livestream còn chửi bới như đúng rồi luôn. Nhiều người thì bảo xong rồi, anh thấy là các bạn bảo rằng bạn này làm thế cũng sau được kiếm tiền về nuôi gia đình mà, như thế cũng tốt. Nhưng các bạn phải hiểu, chúng ta không nên dùng cái này để giải đáp cho một cái lý do làm việc khác. Giống kiểu em đi làm từ thiện, nhưng mà trước đó để làm từ thiện thì em lại đấy, em làm những video câu view chửi bới, thì liệu có chấp nhận được lý do đấy không? Không ạ. Đấy, tương tự tôi thật với các bạn này, tôi chửi bậy nhiều vãi lắm luôn. Tôi là một thằng chửi bậy thường xuyên. Nhưng các bạn thấy là tôi lên những clip review của thông tin tôi có chửi bậy không ạ? Tại vì tôi biết giới hạn là tôi chửi bậy, như với anh em ở đây. Thậm chí tôi lên clip tôi có chửi bậy là tôi phải bíp lại, tôi che lại. Tại vì tôi biết là ngoài kia có người lớn, có trẻ con đang xem mình. Mình ở ngoài đời mình có thể chửi. Tôi thậm chí đã từng đi ăn xong tôi chửi bậy với mấy anh em xong rồi bị người ta lườm. Tại vì sao người ta mang theo trẻ con, từ đấy là tôi rất rén và tôi biết là mình ở đây với chỗ anh em mình chửi được. Nhưng mà trẻ con nó kiểu 3-4 tuổi nó biết nhận thức thì mình nên tránh cái vấn đề đấy. Thế nhưng mà các bạn này có vẻ như không quan tâm về chuyện đó, chỉ biết làm như thế nào để mà câu view được thế thôi. Thì anh thấy rằng là sớm muộn TikTok phải thay đổi. Tại vì nếu không, cái đầu tiên là tôi lo cho con và cháu tôi. Tôi có tận 4 đứa cháu nha các bạn. Không, xin lỗi, 5, xin lỗi nhà, quên mất thằng cuối. Tôi có tận 5 đứa cháu và đứa nào nó cũng xem TikTok. Theo sếp, làm thế nào để bài trừ content bẩn ở trên TikTok ạ? Thứ nhất, chúng ta phải nhìn nhận là trẻ con nó hư, không nên đổ lỗi là do mỗi TikTok. Nó hư vì cả do bản thân gia đình là nuôi dạy đấy nhá. Chúng ta đừng đổ lỗi TikTok 100%. Nó có thể nói câu này sai, câu kia sai vì học TikTok, nhưng ta phải chỉ ra cho nó và ta sửa cho nó nha. Nhưng mà cái cách để bài trừ, thứ nhất là các bạn thấy, các bạn report video này, các bạn block kênh này. Và nếu mà các bạn thấy giống như bây giờ mọi người đang tràn lan mạng xã hội kêu tẩy chay bạn này để không một nhãn hàng booking, nhưng mà mình thấy bạn này khi livestream còn khóc, bạn ấy bảo rằng là đấy mọi người dồn ép rồi, chẳng may bạn ấy suy nghĩ là bạn ấy ở nghĩ quẩn, bạn ấy tự vẫn này nọ là chặn. Nhưng mà tôi muốn nói luôn là cái câu chuyện rằng là bạn đã phải xác định việc là bạn làm như thế này thì cái phản ứng của xã hội là như thế nào. Bạn ấy phải xác định là bạn làm như thế này thì bạn ấy sẽ phải nhận được một cái phản ứng tương tự như thế. Nhưng mà với mình nhá, mình không chửi bạn này, mình không lên án bạn này mạnh mẽ bằng. Nhưng mà mình đang muốn nói ở đây là trách nhiệm thuộc nền tảng TikTok. Những bạn này chỉ cần thấy người ta nói như vậy là đủ quá hiểu rằng cái sai của bạn ấy ở đâu rồi. Và mình hy vọng bạn ấy sẽ thay đổi được, vì bạn ấy muốn làm từ thiện làm tốt, bạn ấy hay làm đúng cái công việc của mình, theo đúng cái tâm nguyện của mình. Chứ đừng dùng những cái chiêu trò của mình để kiếm tiền, sau đó là lấp liếm bằng những cái sự chửi bới đó được. Mặc dù có đội ngũ kiểm duyệt chạy bằng cơm nhá, nhưng mà em vẫn thấy những cái này nó vẫn xuất hiện rất là tràn lan luôn. Theo sếp là cách khắc phục về những content này sẽ như thế nào?
cho có một cộng đồng kiểu trong sạch hơn và không có content bẩn. Cái đấy không bao giờ diễn ra được, không bao giờ có chuyện không có content bẩn. YouTube đã từng trải qua rồi, Twitter chúng ta có, Facebook chúng ta có, TikTok chúng ta có là điều đương nhiên. Tại vì mạng xã hội nó là một cái phiên bản thu nhỏ của cái xã hội chúng ta đang sống. Sẽ có người tốt, có người xấu, có người làm content sạch và có người làm mọi cách content bẩn để có view. Không bao giờ bài trừ 100%. Nhưng chúng ta đang muốn là đẩy những content sạch nó áp đảo so với content bẩn đi. Và làm sao mà hạn chế cái content bẩn đấy được. TikTok rõ ràng là có những cái nhá, nó sẽ ẩn. Hay là Facebook sẽ có những cái ẩn, bấm vào chúng ta mới xem được đúng không? TikTok cũng có cái đó. Nên TikTok đang lỗ hổng là nó không biết cái nào là cái nào cả. Nó cứ duyệt từa lừa. Và trong những cái sạch thì nó là không duyệt. Mình đã xem quá nhiều những kênh hay của mình rồi, mình học kiến thức từ đó nhưng mà không lên đề xuất, không xem được video của họ. Sau đó mình lại phải chủ động đi tìm kênh. Mình thấy TikTok là người phần lớn phải chịu trách nhiệm trong cái trường hợp như thế này. Đó là góc nhìn của bọn mình. Thì theo mình thấy, theo góc nhìn của một creator như mình thì nên có một cái content rõ ràng và có những cái định hướng từ đầu về cái kênh mình đang làm. Không nên làm đú theo những cái trend rác gì đó. Nói chung là em không biết là content rác là nó sẽ bước xa đến đâu. Ừ, đúng. Nhưng mà mình hãy nên cẩn trọng nếu mà mình làm content rác và sau này mình nếu mình bị bí content á, bị sờ gáy thì tốt nhất là không nên làm, cứ làm những content mà giúp ích cho xã hội. Trước khi làm mình phải nghĩ là con cháu và rất nhiều người ngoài kia sẽ xem content của mình, chứ không phải là mình chỉ để làm để câu view bằng mọi cách để số bằng view thì thực sự là nó không ổn. Và anh em hãy để lại bình luận và có thể follow những kênh bọn mình đang làm rất là tử tế đấy. Phố Ăn Chơi này, Big Show này, Tập Bờ Studio này, Pazo này, Hôi Ngọng này, Rương Công Nghệ, ui gì nhiều lắm. Hẹn lại bạn các video lần sau.